Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Xe Đẹp Độc Lạ. Mình review cho bạn sơ qua một chiếc xe rồi gửi đến cho anh em luôn nha anh em. Thì con này là con Ad 150 Vin, chỉ kiển nhẹ thôi nha anh em. Rồi ok anh em. Đây anh em, lên đầu đèn hai chó nè, mâm ra sinh voi 5 cây nè. Ok, đẹp, can xà beng. Đó, phuộc ô linh nè, bình dầu. Đó, kiển nhẹ thôi nha anh em. Đây, với giá rất là rẻ anh em côn là có liền nha anh em. Xe đẹp, dáng chuẩn, thích hợp cho anh em đi chơi Tết rồi này kia nha anh em. 150 mình chỉ kiển nhẹ sơ sơ cho anh em chơi thôi chứ không có kiển nhiều nha anh em. Anh em thích thì anh em gọi điện á, rồi mình để lại với giá tốt nhất cho anh em. Anh em đấy, đẹp anh em, tổng quan nó rất là đẹp anh em cứ gọi điện là có nha anh em, giá hạt rẻ luôn anh em, cho anh em thích chơi Tết này gọi là ok anh em. Ok anh em nhớ rồi, trên màn hình có số điện thoại đó anh em gọi là có giá cực kỳ thích hợp cho anh em chơi luôn nha anh em. Rồi anh em xem nè, vô em nhẹ. Ok,